mình tên là Phương và hôm nay mình sẽ mang đến cho lớp mình một bài giảng trong chương trình Hóa Thuyết Phạm mang tên là Con. Một lời vỗ tay nào. Trước đó chúng ta đã được tìm hiểu về một số hình từ rất đặc biệt như là hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật. Và hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu một loại hình từ giác đặc biệt mới mang tên là hình thoi. Và như chúng ta đã tìm hiểu những hình từ giác khác thì chúng ta sẽ phải trải qua 4 phần, đó là ý nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình từ. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa hình thoi là gì. Sau khi biết định nghĩa rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hình thoi sẽ có tính chất đặc biệt gì. Thứ ba, làm thế nào để chúng ta biết được hình thoi là hình thoi hay không. Và cuối cùng chúng ta cùng giải thích tính đối xứng của hình thoi bao gồm trục đối xứng và đối xứng. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ bước vào phần định nghĩa. Thì chúng ta có định nghĩa rất đơn giản, đó là hình thoi là hình tứ giác có bốn mặt bằng nhau. Chúng ta có thể quan sát phần bảng ở bên tay trái này. Và tứ giác ABCD có bốn cạnh AB bằng BC bằng CD bằng DA, và nó là ABCD của hình thoi. Định nghĩa rất là đơn giản và ngắn gọn về hình thoi có tính chất đặc biệt gì. Chúng ta cùng bước sang phần thứ hai là tính chất. Rồi từ định nghĩa, tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được là một hình thoi cũng là một hình bình hành. Nhiều một định lý rất quen thuộc của chúng ta học kỳ trước. Do đó, cách đầu tiên trong tính chất của hình thoi sẽ là nó có đầy đủ chất của hình này. Như là hai góc cạnh đối thì sẽ song song và bằng nhau, hay là các góc đối thì sẽ bằng nhau. Còn một tính chất đặc biệt liên quan đến đường chéo của hình hình thành, đó là hai đường chéo của hình hình thành sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Và nếu như chúng ta có hình thoi ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O, thì chúng ta sẽ có O là trung điểm của AC và BD. Sẽ đơn giản. Chúng ta đã nói là hình thoi là một hình bình hành, vậy thì nó có một điểm gì đặc biệt hơn so với hình bình hành? Thì chúng ta nhìn lại định nghĩa một chút. Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau, trong khi hình bình hành thì chúng ta chưa có từ đặc biệt này. Từ định nghĩa đó, chúng ta có định lý thứ hai cũng liên quan đến đường chéo. Đó là hai đường chéo của hình thoi sẽ vuông góc với nhau. Rồi, chúng ta sẽ nói là đường chéo AC và đường chéo BD sẽ vuông góc với nhau. Một tính chất thứ ba nữa của hình thoi cũng liên quan đến đường chéo. Đó là hai đường chéo sẽ là tia tam giác của các góc trong hình thoi. Do đó chúng ta sẽ có tia. Sao mình nghe ra? Tia AC sẽ là tia tam giác của góc BAB và tia DB sẽ là tam giác của góc ADC. Rồi, sau phần tính chất chúng ta sẽ bước sang phần đối xứng. Câu hỏi đặt ra là hình thoi liệu nó có đối xứng hay không? Thứ nhất, trục đối xứng. Hình thoi có trục đối xứng hay không? Chúng ta có xét hình thoi ABC. Có. Nếu có trục đối xứng thì trục đối xứng đó là gì? Chúng ta cùng nhìn vào đường chéo AC. Đường chéo này sẽ chia hình thoi của chúng ta thành hai tam giác. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy là hai tam giác hoàn toàn đối xứng qua trục đối xứng là AC. Do đó, hình thoi ABCD có trục đối xứng chính là đường chéo AC. Và điều này hoàn toàn tương tự đối với đường chéo BD. Đường chéo này cũng chia hình thoi thành hai tam giác nhau. Như vậy chúng ta có thể kết luận là hình thoi có hai trục đối xứng chính là hai đường chéo. Vậy thì hình thoi có tâm đối xứng hay không? Có chính xác. Hình thoi có hai trục đối xứng nên chúng ta có thể suy ra dễ dàng tâm đối xứng của hình thoi nó sẽ chính là giao của hai đường chéo. Nên mình dễ dàng thấy là hình thoi sẽ đối xứng qua tâm qua góc hành chéo. Vì tính đối xứng của hình thoi nên là nó được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Thứ nhất là kể đến trong trang trí nội thất, hay là trong các món đồ trang sức, hay là trong lĩnh vực thời trang, hình thoi xuất hiện rất là nhiều. Và như vậy chúng ta có thể thấy là hình thoi rất là quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để nhận biết được một hình tứ giác đó là hình thoi?
hay không thì chúng ta sẽ có 4 dấu hiệu để nhận biết. Dấu hiệu thứ nhất, một cách rất tự nhiên là chúng ta sẽ dùng chính định nghĩa của hình thoi để nhận biết hình thoi, đó là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì nó sẽ là hình thoi. Rồi dấu hiệu thứ hai, đó là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, đây là chúng ta đã sử dụng sự đặc biệt của hình thoi so với hình bình hành. Rồi cách thứ ba để nhận biết của hình thoi cũng là dựa vào cái chất đặc biệt so với hình bình hành, đó là hình bình hành có hai lần chéo có góc với nhau thì nó sẽ là hình thoi. Rồi còn dấu hiệu cuối cùng, chúng ta sẽ đúng không? Không, chúng ta sẽ rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ dùng hình bình hành, đó là sử dụng tính chất là đường chéo sẽ được tương tác bản chất là vẫn là thế. Rồi chúng ta sẽ thấy là dấu hiệu nhận biết thì chúng ta có thể suy dễ dàng từ định nghĩa và định chất thôi, nên là chúng ta ghi nhớ định nghĩa và định chất chúng ta nên dễ dàng biết được dấu hiệu nhận biết. Kiểu rồi.